Xin kính chào bà con. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu với bà con một cái mô hình chăn nuôi khá là độc đáo và cũng rất ít người đầu tư. Đó là mô hình nuôi con chim công. Ở đây là cái trại chim công ở Cần Thơ nha bà con. Trại chim công này thì cũng khá là có tiếng. Và trong nhiều năm nay thì chủ trang trại chim công này thì cũng đã thuần dưỡng được cái loài chim công này, đặc biệt là những cái loài chim công quý hiếm, chim công bạch tạng. Bạch tạng là cái lông nó màu trắng. Thì hôm nay thì tôi cũng giới thiệu về cái trại chim công này thôi. Chứ còn về sở thích cái loài chim công này thì phải như tùy theo từng người, chứ cũng không phải là ai cũng đam mê cái con chim công này. Và chim công thì cũng là một trong những cái loài động vật quý hiếm và cần được bảo tồn. Vì vậy là cái việc mà mua bán cũng như chăn nuôi ấy, thì cũng phải được cơ quan kiểm lâm cấp phép thì bà con mới có thể nuôi hoặc là di chuyển đi các cái tỉnh khác được. Hiện nay thì cái việc thuần dưỡng và nuôi sinh sản chim công thì đã được rất nhiều địa phương trên cả nước đã có nhiều bà con nuôi thành công cái con này. Vì vậy là cái con chim công này nó cũng không còn ở cái tình trạng là báo động về tuyệt chủng nữa. Cho nên cái việc mà chăn nuôi và thương mại thì cũng đã được cơ quan kiểm lâm cấp phép và cũng khuyến khích trong dân đầu tư và nuôi cái con này để phát triển kinh tế. Bởi vì đây thì cũng là một trong những cái con đem lại cái giá trị và hiệu quả kinh tế rất là cao. Đối với cái loài chim công thường thì một năm tỷ lệ trứng một con cái đẻ được khoảng 8 đến 12 quả. Và đối với chim công Ấn Độ thì nó rơi vào khoảng từ 27 đến 30 trứng trong một năm. Và cái thức ăn của con chim công này thì cũng đơn giản thôi chứ cũng không có phức tạp gì. Ví dụ như là các cái loại thức ăn viên của gà thì chúng ta cũng có thể là cho chim công ăn được. Hoặc là lúa này, ngô và các cái loại rau xanh hay là cỏ thì nó cũng đều ăn. Ngoài ra thì cái việc làm chuồng trại thì cũng đơn giản thôi, chủ yếu là ở đây thì xung quanh là được bao bởi hàng lưới B40 và phía trên thì cũng được che kín như vậy. Thì để cho con chim công nó không thoát ra ngoài. Cái mùa sinh sản của con chim công này thì phổ biến nhất là ở từ tháng 1 đến tháng 2 dương, có nghĩa là qua cái khoảng thời gian Tết âm lịch ấy, thì bắt đầu con chim công nó sẽ rộ lên cái đợt sinh sản. Và để mà chúng ta ấp nở thành công thì nên khi mà chim công nó đẻ xong thì chúng ta lấy trứng rồi sau đó là ấp bằng bằng máy ấp, hoặc là chúng ta có thể là gửi ké ở những cái ổ gà chẳng hạn thì nó mới tỷ lệ nở nó sẽ cao hơn. Và nói chung là những ai mà đã thường nuôi gà đấy thì chúng ta cũng đã có những kinh nghiệm về ấp nở bằng máy. Thì về chuyên nghiệp thì chúng ta sử dụng máy ấp nó sẽ đạt hiệu quả và nó sẽ mang cái tính chuyên nghiệp hơn. Về cái sức đề kháng thì đối với con chim công này thì nó cũng rất là khỏe, nó khỏe hơn cái con gà. Thì cái dịch bệnh của nó thì cũng có, cũng có một số các cái triệu chứng như bệnh của con gà. Tuy nhiên thì cái con công này thì nó sẽ có cái sức đề kháng tốt hơn. Và bà con có thể quan sát là đối với chuồng trại ấy
thì chúng ta thích hợp với nuôi ở cái dạng nền cát. Đó. Ở bên chúng ta có 1/3 là chúng ta che lại để che mưa che nắng. Ví dụ khi mà con công nó đẻ thì nó sẽ đẻ ở cái nền cát như vậy. Và 2/2 diện tích nuôi là chúng ta để cho ánh sáng tự nhiên. Cái phần 2/3 diện tích ánh sáng như vậy thì chúng ta có thể là trồng các cái loại cỏ để cho chim công có thể ăn những cái cỏ này, và là cái khu vui chơi cho đàn chim công. Hiện nay thì cái đầu ra đối với cái con chim công này thì cũng đảm bảo rất là tốt. Nhiều các cái khu du lịch hay là những gia đình mà khá giả đấy, thường có cái không gian sân vườn lớn, ví dụ như là biệt thự mini chẳng hạn, thì khách hàng thường có nhu cầu mua về để làm kiểng. Thì những cái con công này nó đến cái mùa mà nó động đực á, thì cái con công đực á, nó sẽ múa, nó xòe cái lông đuôi ra như vậy là rất là đẹp. Đây là cũng trong một trong những cái hình thức mà chúng ta có điều kiện chúng ta mua về để làm hình thức giải trí rất là hay. Và cái chăm sóc đối với con công này thì nó cũng không có tốn thời gian như những cái con vật nuôi khác. Và cái địa chỉ trại công này thì ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thì để mà tìm cái trang trại này dễ nhất khi mà bà con có nhu cầu mua đó, thì bà con có thể đi đến ngay cổng sân bay quốc tế Cần Thơ đó. Thì bà con có thể liên hệ với chủ trang trại. Tại vì cái trại này thì cũng cách cổng sân bay quốc tế chỉ khoảng 700-800 mét thôi. Khi bà con cô bác mua chim công ở trại chim công này thì đều có giấy tờ đàng hoàng, giấy tờ do chi cục kiểm lâm của Cần Thơ cấp nha. Như vậy thì bà con về là có thể phát triển đàn một cách hợp pháp. Và đối với những khách hàng ở xa đấy thì trang trại cũng vận chuyển được, là ví dụ như là ở các tỉnh phía Bắc chẳng hạn, thì trại chim công này thì có thể vận chuyển bằng đường hàng không. Tuy nhiên thì cái chi phí nó cũng hơi cao một chút. Bà con muốn tìm hiểu thêm về cái trại chim công Cần Thơ này đấy, thì bà con chỉ cần lên Google đó, gõ từ khóa là chim công Cần Thơ thì có rất nhiều bài báo cũng như các cái video nói về cái sự thành công của cái trang trại chim công này. Thì trước đây ấy, là chủ trang trại chim công này có nuôi gà Đông Tảo. Và khi mà cái con gà Đông Tảo nó cũng sau một cái thời gian mà hot rồi đấy, nó trở nên bão hòa. Và cái thời tiết ở trong khu vực phía Nam ấy, cái mùa mưa nó mưa nhiều, cho nên là cái con gà Đông Tảo nó cũng hay bị bệnh. Do đó là chủ trang trại này đã, cái lúc đó thì đã nuôi chim công rồi, và sau đó thì mới quyết định là chuyển hẳn sang nuôi dưỡng cái con chim công này. Và đến bây giờ thì đã rất là thành công. Ở cái trang trại này thì chim công như là chim công xanh này, rồi chim công bạch tạng là công màu trắng đó, thì đều có cả, lớn nhỏ đều có. Ở đây thì chim công bố mẹ rất là nhiều, cho nên là lúc nào cũng có đủ cái con giống để cung cấp cho khách hàng. Nếu mà ở nhà đó mà bà con có nhiều cái phụ phẩm về nông nghiệp, ví dụ như là khi mà chúng ta nhặt rau, những cái lá rau mà chúng ta không ăn, chúng ta có thể bỏ ra cho con chim công này thì nó cũng ăn. Hoặc là ở các cái vùng quê đấy, chúng ta có lúa này hoặc là bắp sẵn có như vậy thì chúng ta cho ăn nó rất là tốt.
Và theo cái kinh nghiệm của những cái người nuôi công mà đã lâu đó, thì khi mà chúng ta nuôi thì nên hạn chế là cho ăn các cái loại thức ăn của gà, mà chúng ta sử dụng các cái thức ăn tự nhiên, thì như vậy nó sẽ tốt hơn, có nghĩa là nó sẽ có nhiều cái sức đề kháng hơn là chúng ta cho ăn bằng thức ăn công nghiệp. Hiện nay thì ở một số tỉnh thành có một số trang trại thì nuôi chim công rất là thành công, như ở Hải Dương, ở bên tôi không nhớ không 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 lầm thì ở bên bên Kim Thành, Kinh Môn của Hải Dương, hoặc là bên Tiền Giang, thì có một số trang trại nuôi chim công rất là thành công. Hàng năm thì các cái cơ sở này cũng cung cấp ra thị trường rất nhiều con giống. Và cái cách phân biệt được con chim công đực và con chim công cái thì nó cũng đơn giản thôi. Có nghĩa là chúng ta nhìn về bề ngoài ấy, thì cái con chim công đực á, về thể trạng thì nó sẽ lớn con hơn đó, cái con chim cái. Và tiếp theo đó là cái phần lông đuôi. Cái lông đuôi của con chim công đực á, thì nó dài hơn con đuôi của con chim công cái rất là nhiều. Cái đuôi của con chim công đực á, nó có thể dài tối đa nó khoảng hơn 1,5 m. Và một trong những cái điều khác biệt nữa đối với con công đực á, là cái bộ lông của nó rất là đẹp và sặc sỡ hơn là lông của con chim cái rất là nhiều. À, và chính vì như vậy mà khi một cái mùa sinh sản của con chim á, thì chim công đực á, thường nó thu hút cái bạn tình của nó bằng cái bộ lông. À, từ xa nó có thể là nó xòe cái bộ lông đuôi ra, à, và để nó mời gọi cái con cái, à, tạo ra một cái sức hút đối với con cái như vậy. Và trên đây là một số các cái thông tin cơ bản về cái trại chim công ở Cần Thơ, cũng như là một số cái đặc tính cơ bản về cái con chim công này để bà con cùng biết. À, nếu như bà con có quan tâm đến cái con vật nuôi này thì có thể liên hệ với trại chim công ở Cần Thơ theo cái số điện thoại ở bên phần nhận xét, hoặc là trong cái phần mô tả video thì cũng đều có cái số điện thoại của chủ trang trại này. Và cũng rất mong bà con nếu như cảm thấy yêu thích và mến mộ cái kênh Chuyện Nhà Nông này, thì rất mong bà con đăng ký kênh, chia sẻ, bình luận những cái video này để dẫn đến với rộng rãi với người xem hơn. Cảm ơn bà con rất là nhiều.